Tiêu Chiến mất vai vào tay Công Tuấn, chính thức lỡ duyên với Địch Lệ Nhiệt Ba. Trước đó truyền thông Trung Quốc từng râm ran tin Địch Lệ Nhiệt Ba và Tiêu Chiến sẽ sánh đôi ở phim mới. Thế nhưng sau đó các fan của Ngụy Vô Tiện phải tiếc hủi hụi vì nam diễn viên không còn tên trong dự án Đế Hoàng Thư nữa. Giờ đây, nam thần được chọn mặt gửi vàng cho vai nam chính cạnh Địch Lệ Nhiệt Ba, chính là sao đam mỹ mới nổi Công Tuấn. Vừa qua, anh chàng đã một bước lên mây nhờ thành công của Sơn Hà Lệnh, hay còn gọi là Thiên Nhai Khách. Vì thế, màn hợp tác giữa anh và Địch Lệ Nhiệt Ba đang nhận được đông đảo sự chú ý. Trước tin Công Tuấn diễn cùng Địch Lệ Nhiệt Ba ở Đế Hoàng Thư, khán giả bất ngờ quay lưng, lý do là bởi nghe tin phim sẽ khởi quay vào tháng 7 khiến fan vô cùng lo lắng, vì tháng 7 là tháng hè nóng đỉnh điểm. Nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba và Công Tuấn mặc cổ phục nhiều lớp lại rộng thùng thình, nhiều người thật sự không dám tưởng tượng. Thế nhưng nhìn chung các ý kiến đều khá ủng hộ do cả hai đều đang gây thiện cảm mạnh. Địch Lệ Nhiệt Ba vừa qua đang ghi điểm nhờ Trường Ca Hành và một số hình ảnh trên phim Trường Ngự Giao Ký đóng cùng Nhậm Gia Luân. Công Tuấn thì như đã nói, đang vô cùng hot nhờ tạo hình ôn khách hành quá đỗi điển trai. Bình luận từ fan Việt vẫn là không mong lắm. Lý do tiên quyết nhất là ít đóng cổ trang mùa hè thôi, nóng lắm nhìn thấy thương. Chưa tưởng bộ này cho Địch Lệ Nhiệt Ba với Tiêu Chiến nên mừng gần chết, nhưng thôi Công Tuấn cũng đẹp. Đẹp thì nội dung thế nào cũng xem, gần đây có thiện cảm với Địch Lệ Nhiệt Ba lắm, hy vọng càng ngày càng bùng nổ nhé. Biết là anh Tuấn đóng cổ trang đẹp thôi rồi, cơ mà vẫn mong một lần anh đóng thử Dân Quốc mà tháng 7 quay cổ trang cực lắm, giờ chỉ biết đợi tin chính thức thôi. Ủng hộ anh, ủng hộ bạn diễn của anh, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tinh Linh. Đế Hoàng Thư kể về hành trình của Nhậm An Lạc do Địch Lệ Nhiệt Ba đóng, vì biến cố gia tộc mà phải lưu lạc nhân gian. Cô là con của khai quốc công thần, sau này trở thành phụ tá của thái tử Hàn Diệp. Do Công Tuấn đóng, cả hai cùng nhau làm thành bộ đôi ăn ý, đồng thời lên đường điều tra sự việc năm xưa của Nhậm gia. Vì nội dung như vậy, nhiều người lo lắng phim sẽ trở thành Trường Ca Hành 2.0, do cũng lấy đề tài nữ chủ trở nên mạnh mẽ vì gia tộc gặp nạn, rồi lại trở thành cấp dưới kiêm đồng đội trung thành của nam chính. Đế Hoàng Thư dự kiến đổi tên thành An Lạc Chuyện, sẽ khởi quay vào tháng 7 năm nay. Nhắc lại một chút, có thể nói rằng vai diễn ôn khách hành của Công Tuấn trong Sơn Hà Lệnh được đánh giá rất cao. Anh vào vai cốc chủ của Quỷ Cốc, nơi ma quỷ cũng không dám sống, không việc ác nào không dám làm. Hơn nữa, nhân vật còn có tính cách khó đoán. Giây trước đang cười nói vui vẻ, ngay sau đó đã trở tay giết người. Công Tuấn thể hiện khá tốt hai mặt trái ngược của nhân vật, biểu cảm cười lạnh lùng của cốc chủ, còn trở thành chủ đề bàn luận thu hút trên mạng xã hội Trung Quốc. Sau khi phim Công Tuấn được truyền thông quan tâm, người hâm mộ săn đón tại sân bay phim trường. Thành công của phim giúp tên tuổi của nam diễn viên phủ sóng và liên tục nhận được nhiều lời mời tham gia các chương trình truyền hình, chụp ảnh tạp chí nổi tiếng. Truyền thông Hoa ngữ cho rằng Công Tuấn nổi tiếng nhờ lựa chọn đúng tác phẩm là thế mạnh của mình. Cũng chính nhờ phim này, Công Tuấn đánh bại nhiều cái tên hot như Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, Đặng Luân để đứng số 1 bảng xếp hạng những sao nam châu Á.